Xin chào tất cả mọi người. Tôi đang chạy trên đường là vành đai 4. Thì bấy lâu nay có chạy ngang chỗ cái trường đại học đang xây rất là lớn, đó là trường Đại học Việt Đức, được xây ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương này, nhưng mà chưa có dịp để view lên cho mọi người xem. Thì hôm nay tôi cũng chạy ngang và view cho mọi người xem sơ qua thôi, tại vì nó chưa hoàn thành nên mình cũng không thể vào được ha. Thì giờ trước mắt thì mọi người đã thấy từ từ nó đã lộ ra đó, nó lộ từ từ ra ha. Thì ngay chỗ mà đây là một nhánh sông Thị Tấn, một nhánh sông của Thị Tấn nó chảy qua, nó băng qua cái đại học này đó, và thấy một đại học rất là đẹp, rất là quy mô bắt đầu xuất hiện ha. Đó, thì có đội ngũ công nhân đang chăm sóc cây cảnh, chăm sóc cỏ, mọi người thấy không? Thì hiện tại là công trình đang làm, và theo như tôi biết thì dự kiến cuối năm thì sẽ tuyển sinh. Thì cái đại học này nó có quy mô đến là 50 hecta. Mọi người nghe ghê không? 50 hecta, có nghĩa là lớn nhất Việt Nam rồi đó. Số tiền mà để đầu tư vô cái trường đại học này là 5.000 tỷ đồng. Cái quy mô mà tuyển sinh của nó là 12.000 sinh viên. Mọi người thấy khủng khiếp không? Đó, mà công trình này đang làm và nó là vô cùng đẹp. Tất cả các tiện ích xung quanh đều bao lấy cái trường đại học này, và giá đất ở khu vực này hiện tại là lên rất là cao. Thì tôi đang chạy chậm chậm để cho mọi người thấy. Thì mình không thể vào được rồi, nên chỉ có chạy vòng vòng để cho mọi người nhìn thấy thôi. Thì đây là trường Đại học Việt Đức nha mọi người. Thì chỉ view sơ qua cho mọi người thôi. Thì tôi cập nhật cái dự án của trường Đại học Việt Đức này là ngày hôm nay là Chủ nhật ha. Hôm nay là Chủ nhật là ngày 26 tháng 7 năm 2020. Để cho mọi người thấy là cái quy mô của trường này nó như thế nào. Thì tôi đang chạy là sắp từ vành đai 4, sắp đi ra quốc lộ 13 hay còn gọi là đại lộ Bình Dương. Nó đang chạy sắp ra tới đó rồi. Thì tôi sẽ bao xuống đường quốc lộ 13 hay vành đai 4 xuống cho mọi người thấy thêm một khoảng nữa về cái trường đại học lớn nhất Việt Nam này, Đại học Việt Đức ha. Thì cũng sắp đèn cũng sắp xanh rồi đấy. Xanh là tôi quẹo xuống. Thì như mọi người thấy đó, nó quy mô và nó xây kiểu mẫu rất là đẹp, xây quy mô và kiểu mẫu rất là đẹp nha mọi người. Đó, tôi sẽ quẹo xuống luôn cho mọi người nhìn sơ qua nó một cái ha. Thì nói chung là về cái dự án này thì mình chưa có chạy vào trong đó được ha, chỉ là đi bên ngoài để nhìn thôi, để cho mọi người có một cách nhìn tổng thể về cái dự án này thôi. Đó, mọi người thấy không? Tại vì cái cột chữ A của cái ma của cái xe nó hơi to nên tôi không thể quay qua cho mọi người thấy được, nó rõ hơn ha. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì tôi vừa view cho mọi người thấy sơ qua cái trường Đại học Việt Đức, đại học lớn nhất Việt Nam ha. Thì việc view của cái trường Đại học Việt Đức thì đến đây là hết rồi ha. Tôi xin chào mọi người và hẹn gặp lại với mọi người lần sau, sẽ cập nhật nó thường xuyên hơn về cái trường Đại học Việt Đức này. Thì hôm nay chỉ cập nhật sơ như vậy thôi. Và chúc mọi người vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người ở những cái view những cái dự án khác. Xin chào và tạm biệt.